Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: Lời thầy không thể thế được, thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Đó là lời Chúa. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng một con chồn muốn vào một vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào rậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào nhưng không thể lọt được vì nó mập quá. Nó mới nghĩ ra một cách là nhịn đói để gầy bớt đi. Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho, và sau khi ăn uống no nê, con chồn mới khám phá ra rằng nó đã trở nên quá mập, không thể chui qua hàng rào mà ra ngoài được. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Thoát ra khỏi vườn nho, nó nhìn và suy nghĩ: Hỡi vườn nho, vào trong nhà ngươi để được gì? Bởi vì ta đã đi vào với hai bàn tay không, với cái bụng rỗng, thì giờ đây ta cũng trở ra với hai bàn tay trắng, với cái bụng đói. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi bước vào trong trần thế này, con người chúng ta muốn mở rộng bàn tay để chiếm trọn mọi sự, nhưng mà khi nhắm mắt xuôi tay cũng đành phải ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Được lợi lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được lợi gì? Xuất thân từ bụi đất, con người rồi cũng sẽ trở về đất bụi. Chỉ có sự sống vĩnh cửu mới tồn tại muôn đời. Ngài còn dạy rằng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống đó. Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất, không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại, nhiều khi phải chịu mất trước rồi mới được sau, mất nhỏ để được lớn, mất ít để được nhiều. Sống ở đời ai cũng tranh phần được và không muốn mất, nhưng mà vấn đề là phải xác định xem đâu là cái được thực sự, lâu bền, trọn vẹn, đâu là cái được quan trọng nhất, cần thiết nhất. Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu, vì vậy mà chúng ta chấp nhận những mất mát tạm thời. Chúng ta tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất hết. Mọi sự, nếu chúng ta mất vì Thầy Giêsu thì chúng ta sẽ được lại. Mất tạm thời để giữ được mãi mãi. Từ bỏ chính mình là để tìm lại cái tôi trong suốt hơn, người sáng hơn. Chúa Giêsu cũng quả quyết: Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Theo Thầy là đi vào con đường từ bỏ. Cuộc đời của Chúa Giêsu là một cuộc từ bỏ không ngừng, từ bỏ trời để xuống đất,
từ bỏ địa vị Thiên Chúa để làm người, từ bỏ cuộc sống an nhàn nơi thôn làng để đi vào một cuộc phiêu lưu rao giảng tin mừng, từ bỏ cứu thế bằng con đường dễ dãi do ma quỷ xúi dục để đi vào con đường chật hẹp khó khăn theo thánh ý của Chúa Cha. Cuộc từ bỏ cam go nhất chính là từ bỏ ý riêng của mình. Đó là một cuộc chiến khốc liệt khiến cho Ngài phải toát mồ hôi máu, nhưng mà Ngài đã đi đến cùng con đường từ bỏ. Hình ảnh người chết treo trần trụi trên thánh giá là hình ảnh của một người từ bỏ tất cả đến tận cùng. Không còn một chút hơi thở, không còn một giọt máu, không còn một chút danh dự, không còn gì cả. Theo Thầy là đi vào con đường thánh giá, Ngài đã ôm lấy thánh giá và vác. Không phải chỉ là thánh giá gỗ trên đường lên núi Sọ, nhưng là thánh giá của cuộc sống trải dài suốt đời người. Thánh giá kiếp người, thánh giá kiếp nghèo, thánh giá bị chống đối, thánh giá bị hiểu lầm, thánh giá bị bỏ rơi, thánh giá bị phản bội, thánh giá thách thức, thánh giá thất bại, thánh giá oan ức, thánh giá tủi nhục, thánh giá cô đơn. Thánh giá nặng lắm cho nên nhiều lần Ngài ngã xuống. Thánh giá ghê sợ lắm cho nên Ngài muốn chối bỏ. Nhưng mà rồi Ngài lại đứng lên, tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho đến trọn con đường. Lời Chúa hôm nay gửi đến cho chúng ta sứ điệp từ bỏ không phải là để mất mà là để được, được lại một cách sung mãn, hoàn hảo và cao cả phong phú hơn gấp bội. Mất hiện tại để được tương lai, mất đời này để được đời sau, mất phàm tục để được thần thiêng, mất tạm bợ để được vĩnh cửu. Thánh Francisco Assisi đã cảm nghiệm sâu xa cái chân lý này nên đã thốt lên lời ca bất hủ: chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Rồi các vị thánh tử đạo cũng là những người say mê sự sống đến nỗi dám chấp nhận cái chết. Các ngài coi trọng sự sống vĩnh cửu của mình hơn cả thế giới phú quý vinh hoa, cho nên chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.